Trên công ty báo, Tây Trung đi công tác khảo sát vườn rừng. Hằng cũng không có ở cửa hàng. Khả năng cao là họ đi với nhau. Mình phải tranh thủ lúc này thôi. Dù Tây Trung có lẽ đánh hơi ra mùi gì đó rồi, nhưng chỉ cần mình lấy lại được cái vòng tay thì hắn sẽ không còn bằng chứng để bắt bẻ nữa. Anh đi đâu vậy? Tôi tới đây kiếm một số giấy tờ. Lần trước Hằng dọn nhà đi, có lẽ là kẹp nhầm trong đống sách vở của Hằng. Chàng không có nhà. Anh muốn gì thì đợi chị Hằng về đi. Tôi nói với Hằng á, cổ ok rồi. Tôi vô tìm nhanh lắm. Để đó là không có được nè. Mà không có đi đâu hết trơn. Ai á, kiếm chuyện với bé là coi như kiếm chuyện với tí đó. Muốn cái gì? Ông muốn gì hả? Đòi vô đây kiếm đồ vậy á. Chị Hằng không có ở nhà, làm ơn á đừng có tùy tiện vô nhà của người khác. Vậy hai người dọn nhà có thấy gì lạ lạ rớt không? Có thể là đồ của tôi trong đó đó. Không thấy gì hết á. Mà có thì chị Hằng sẽ tự đưa cho anh. Tôi nói cho anh biết, tôi cũng không dám đụng vô đồ của chị Hằng nữa, huống chi là anh, người ngoài. Tại Thành đến đây làm gì vậy ta? Đi về đi, không muốn là tôi gọi chị Hằng á nha. Có vẻ như hai đứa này không lượm được cái vòng và cũng chưa biết gì hết. Tạm thời mình rút trước vậy. Vậy thôi, tôi về. Cho tôi gửi lời hỏi thăm Hằng nha. Bày đặt hỏi thăm đồ. Bé, lần sau ăn chả qua mình chuẩn bị sẵn một thau nước đi. Mình gọi thẳng cho mặt chả luôn. Thì ghét thịt chú. Thưa ông Bình, đi công tác qua đêm rồi ha, cảm giác như thế nào hả sếp? Nè, hồi sáng tôi nhìn mặt của sếp giống như ai đổ mật ong lên mặt vậy đó, cứ cười tủm tỉm chúm chín hoài. Với lại ta cũng đang tự hỏi, không biết cái cô Hằng đó có cái năng lực gì mà có thể biến một cái cục inox như mày mà trở thành một cục ong gòn. Ê, sao hay vậy? Mày bớt nhây đi, nghiêm túc lại nè. Về chuyện của Bình Minh á, mày có khai thác được thông tin gì mới không? Theo nguồn tin đáng tin cậy mà tao có được, chính xác là Bình Minh xuất hiện lần cuối cùng với Phong. Nhưng phạm vi mà cổ bị hại chết á, là nằm ở ngoại ô, không có camera, không thể xác định được chuyện gì đã xảy ra. Chuyện có đúng là do bọn giang hồ hiềm khích với Phong ra tay với cổ hay không cũng không thể xác định được. Nhưng mà có chuyện này nè, tao có thể xác định được. Chuyện hôm trước mình bàn chỉ là giả thuyết thôi, nhưng lần này tao chắc chắn sẽ khẳng định. Tài Thanh đến khu trọ của Bình Minh trước khi cổ gặp Phong. Chưa hết đâu, tao đi hỏi những người xung quanh ở gần hiện trường nơi xảy ra tai nạn. Họ cho biết họ nhìn thấy có một người dáng dấp rất giống tên Thanh xuất hiện ở khu đó. Mày có chắc không? Chuyện này rất nghiêm trọng. Chắc. Rốt cuộc anh đã làm tới chuyện gì hả Thanh? Tiếp theo mình sẽ làm gì? Tôi thấy dạo gần đây á, hình như cậu không tập trung vào công việc đúng không? Thời gian cậu xuất hiện ở công ty cũng không có nhiều. Tôi bận đi gặp đối tác. Số liệu phát triển của sàn không tăng mà còn giảm nữa. Cậu giải thích thế nào? Tôi nhất định sẽ xem xét lại chuyện này. Không chỉ xem lại khâu vận hành, mà cậu nên xem lại cách quản lý của mình nữa kìa. Ừ, tôi hiểu rồi. Xin lỗi sếp, tôi sẽ tự kiểm điểm lại bản thân. Nếu không còn việc gì, xin phép sếp. Cậu Thanh. Dạ. Bộ có chuyện gì quan trọng lắm sao? Quan trọng tới mức mà cậu quên luôn cả công danh, sự nghiệp, tương lai của mình. Chắc chắn phải là việc cực kỳ quan trọng đúng không? Vậy thì thôi, cậu về làm việc đi. À phải. Dạ. Chuyện cậu sắp kết hôn đúng không? Chuyện này là chuyện quan trọng rồi. Xem ra cậu thích nghi cũng nhanh lắm. Công danh thì thăng tiến, vừa thăng tiến á thì đã đá người yêu cũ rồi. Thế nào, nếu mà có gửi thiệp á thì phải nhớ mời tôi. Tôi nhất định sẽ đến chúc phúc cho cậu. Cảm ơn sếp, nhất định tôi sẽ gửi thiệp. Xin phép sếp. Ừ.
Sếp, sao rồi? Chắc chắn có vấn đề rồi. Không những đời tư có vấn đề mà trong công việc cũng có vấn đề. Dạo gần đây tao để ý Thanh với Mỹ thường xuất hiện chung với đối tác, tần suất họ gặp nhau rất nhiều. Như vậy là không bình thường. Mày thấy ghê chưa? Tao hiểu rồi. Hoa hồng cho sớm mai, 20 giờ các buổi tối từ thứ hai đến thứ bảy trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1, và xem lại độc quyền trên ứng dụng THVNLI.